Kính thưa quý vị, phát hiện một bức tượng đồng cổ ở dải Gaza. Sau khi nhiều thế kỷ mất tích, một bức tượng cổ của vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp đã vừa được tìm thấy ở dải Gaza. Phát hiện nói trên đã tạo ra một sự chấn động trong thế giới khảo cổ. Theo một ngư dân tại địa phương cho biết, anh đã phát hiện ra bức tượng vào tháng 8 năm ngoái và chở nó về nhà bằng một chiếc xe lừa. Sau đó không lâu, bức tượng này đã được rao bán trên eBay với giá là 500.000 Mỹ Kim, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật của nó. Vụ việc nói trên đã nhanh chóng bị phát hiện bởi cảnh sát của nhóm Hồi giáo Hamas, những người cầm quyền ở dải Gaza. Cảnh sát đã lập tức thu giữ bức tượng này và hiện vẫn còn đang tiến hành điều tra. Mặc dù vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy bức tượng quý hiếm, tuy nhiên các nhà khảo cổ vẫn nhận định rằng bức tượng này đã được đúc ra từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, với niên đại ít nhất là 2.000 năm tuổi. Theo tiến sĩ John Michael de Tagaron, một nhà sử học đến từ trường khảo cổ và kinh thánh Pháp ở Jerusalem cho biết, việc phát hiện ra bức tượng kim loại thay vì đá cẩm thạch như trên đã vô cùng đáng kinh ngạc. Ông nói rằng, việc bức tượng được tìm dưới lòng đại dương chưa chắc đã là sự thật. Thay vào đó, nó chỉ có thể là một câu chuyện hư cấu được đưa ra nhằm tránh sự tranh giành về quyền sở hữu của bức tượng. Theo các nhà khảo cổ học cho biết, có ít nhất là 5.000 năm lịch sử đang nằm đằng sau bên dưới dải Gaza, nơi đã từng bị cai trị bởi Ai Cập cổ đại, đế chế La Mã, Byzantine và các hiệp sĩ của cuộc thập tự chinh. Thành phố này đã từng bị Alexander Đại Đế vây hãm và cũng là nơi mà hoàng đế Hadrian từng ghé thăm. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học ở địa phương hiện vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để thực hiện các cuộc khai quật. Bên cạnh đó, rất nhiều khu vực khảo cổ quan trọng hiện vẫn còn đang nằm sâu dưới lòng đất.